Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Thì như đã giới thiệu thì hôm nay ở đây chúng ta có hai mẫu đèn cũ và mới. Đây là cái đèn bóng hít mà được trang bị ở trên nâng cơ Vitech. Đây là phiên bản 3 turbo. Và phía bên này nó là cái đèn LED mới, chỉ là 4 triệu trên phiên bản Forever Red và sắp tới sẽ được trang bị trên Ranger Wildtrak. Wildtrak mới tất nhiên rồi, nó cũng sẽ thay cả la răng. Đã cùng chờ xem và một khay cắm trên mặt USB. Hơi rất xin lỗi quý khách hàng vì chiếc xe này mới về kho. Và mong muốn mang đến trải nghiệm mới nhất thì mình cũng quay luôn và hôm tới sẽ có xe rửa quay review sạch đẹp sau. Và giá niêm yết của phiên bản này 1 tỷ 181 triệu cho phiên bản bóng LED full LED mới. Quý khách hàng có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với mình qua hotline đang đính kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.